Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em quay giới thiệu đến các anh em năm cái phôi mai tương đối lớn nha anh em, củ đế đầy đủ, tay cành lắc lượng, tay cành đều, hoành là toàn những cây trừ từ từ 20 đổ lên không à. Ví dụ như những cây mà hoành nó nhỏ anh em, ví dụ 16, 15, 16 thì kia mấy trăm ngàn thôi. Nhưng mà cái cây này, những cái cây này, những cái phôi này nè, toàn là hoành trên hai mấy không anh em nha. Anh tay cành thì đều đế đầy đủ đó, thì em sẽ quay chi tiết từng cây, đo thông số để anh em xem tham khảo ủng hộ nha anh em. Thì em sẽ đi vào cái cây đầu tiên trong clip này, là một cái cây lắc lượng anh em đó, tay cành đều đó, dáng siêu gì đây đó, đế thì đầy đủ nha anh em, chân trống chân chịu đầy đủ. Thì cây này đầu clip này mang mã số là 21 nha anh em. Đó. Anh em nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng nha anh em. Rồi, cây mang mã số 21 có cái chiều cao là 80 và hoành là 25 nha anh em. Rồi, cây này giá giao lưu là 1 triệu 600 ngàn, em sẽ bao phí ship. Rồi, em tiếp theo cây mã số 22 là một cây dáng trực tàng thông. Đầu voi đuôi chuột luôn nha anh em. Cây này cái hoành tương đối lớn, cái hoành tới 24 anh em. Tay cành thì đều từ dưới lên, củ đế thì khỏi phải chê anh em. Cây này mang mã số là 22, hoành là 24, chiều cao là 78 và cái củ là 52 đó, cái củ đế anh em nha, 52 đó. Cây đang sống mạnh, bông từ 5 đến 12 cánh. Rồi, cây này em giao lưu với các anh em là giá là 2 triệu, em sẽ báo phí ship. Củ đế khỏi chê nha anh em, đầu voi đuôi chuột luôn. Cây này ghép hay không ghép thì anh em chơi đều ok hết nha anh em, tay cành nó đều sẵn rồi. Rồi, đây là cây mã số 22 ha, giá 2 triệu. Rồi, tiếp theo cây mã số 23 cũng là một cây lắc lượng, dáng siêu luôn, chân cẳng đế đầy đủ. Cây mã số 23 có cái hoành là 24 và chiều cao là 73. Cây này em sẽ giao lưu với các anh em là giá 1 triệu 600 ngàn, em sẽ bao phí ship nha, bao phí ship toàn quốc luôn đó, chân trống chân chịu đầy đủ nha anh em. Đế rất là đẹp ha. Em đã xử lý những cái vị trí này rồi, em sẽ nó sẽ liền lại. Rồi, cây này chỉ có 1 triệu 6 nha anh em, em sẽ bao phí ship. Đó, hoành tới 24 lần. Đó, tương đối lớn ha. Rồi, cây mã số 23. Đó. Một cây lắc lượng, tay cành đều. Đó. Cây này giá giao lưu là 1 triệu 6. Đó. Hoành tới 24 nha anh em. Rồi, em sẽ đi vào cái cây mã số 24. Cây 24 là một cây dáng chuẩn bonsai. Bộ đế đây, bộ đế đầy đủ ha, bộ đế tương đối đẹp. Rồi, cốt cành thì to lực, lùng lực anh em. Khúc đó, lắc khúc lắc rất là nghiệt đây, nhìn rất là duyên nha anh em. Rồi, cây này có cái hoành là 21 và chiều cao là 50. Cây này em sẽ giao lưu với các anh em là giá 1 triệu tư, em sẽ bao phí ship 1 triệu tư nha anh em. Hoành 21 nha anh em chứ không phải hoành mười mấy nha. Rồi, em sẽ đi vào cái cây tiếp theo, đó là cái cây mã số 25. Một cây này anh em có thể chơi gián đổ anh em ơi. Thân lắc lượng anh em ha, thân lắc lượng đây, tay cành đúng đều tại vị trí đó, thì cây này cũng có đế tương đối ổn nha anh em. Rồi, cây này có cái hoành là 20, 20 tại vị trí này nha anh em. Đó, ở dưới đây nè, 20, chiều cao tán bay của nó là 60, tại vì nó khúc co khúc cua nè, 60. Đó, thì cây này em sẽ giao lưu với các anh em là giá 1 triệu, em sẽ bao phí ship.
1 triệu nha anh em. Hoành 20, chiều cao là 60, tán bay đó là 60. Đó. Cái này em sẽ giao lưu là 1 triệu, em sẽ bao phí ship ha. Rồi anh em nhanh tay gọi điện ủng hộ nha anh em.